Cái quyển này là quyển hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ, và nó có đối sách này, thấy chưa? Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại bảng năm 2017. Thì cái phần làm mẹ an toàn là hẳn nằm trong cái phần 2 của quyển này, nó chiếm 5 phần nha. Phần thứ nhất là chăm sóc trước khi có thai và trước khi sinh nha. Thì phần thứ hai là phần chăm sóc trong và sau đẻ. Phần thứ ba là các bất thường trong thai nghén và sinh đẻ nha. Phần thứ tư là các thủ thuật và phẫu thuật, có thể loại 4 phần thôi. Nó chiếm độ dài là hơn 130 trang, từ trang 35 đến trang 173. Nhưng mà vì thời lượng chương trình thì chỉ có 3 tiết thôi, cho nên hôm nay cô sẽ tóm tắt những cái phần chính, đúng chưa? Để mấy em nắm. Rồi. Thì mục tiêu của bài này này, mẹ em phải nắm được 3 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là nắm được cái nội dung làm mẹ an toàn là gì nha. Thứ hai là nêu được một số vấn đề liên quan đến thực hiện chương trình làm mẹ an toàn. Và thứ ba là kể được các biện pháp để chăm sóc sức khỏe sản khoa thiết yếu. Mẹ em, cái giọng của cô mẹ em nghe rõ không? Thứ nhất là mẹ an toàn thì mẹ em phải nắm được cái khái niệm làm mẹ an toàn là gì. Làm mẹ an toàn là những biện pháp được áp dụng để đảm bảo sự an toàn cho cả người mẹ và thai nhi nha, cũng như trẻ sơ sinh, mà mục đích là làm giảm tỷ lệ tử vong và bệnh tật ngay từ khi phụ nữ còn mang thai, trong sinh và suốt thời kỳ hậu sản. Nói tóm lại là muốn làm mẹ an toàn, mẹ em phải nắm vững được kiến thức sản khoa, đúng không? Liên quan là mẹ em nắm vững được kiến thức sản khoa thì mẹ em mới làm tốt được cái chương trình này. Thì làm mẹ an toàn nó xuyên suốt được từ khi người phụ nữ trước khi có thai, thì mình phải tư vấn chăm sóc trước khi có thai nha. Và đến thời kỳ có thai thì mình phải chăm sóc trước và trong đẻ, phát hiện các bất thường trong thai nghén, chuyển dạ và sinh đẻ, và những làm tốt được những các thủ thuật phẫu thuật liên quan đến sản khoa. Và phần cuối cùng sau khi đẻ là phải về về mẹ là phải chăm sóc sau đẻ và tư vấn cho họ vấn đề về cách hóa gia đình để tránh những trường hợp có thai ngoài ý muốn. Thì trong phần chăm sóc làm mẹ an toàn thì có 5 phần. Thứ nhất, trước sinh nha. Thứ hai là chăm sóc trong chuyển dạ. Thứ ba là chăm sóc trong thời kỳ hậu sản. Phần thứ tư là các bất thường trong khi có thai và trong chuyển dạ và hậu sản. Và bước cuối cùng là thực hiện nạo hút thai an toàn. Thì phần chăm sóc trước sinh nha, thì mình sẽ làm gì? Đó. Thì các sản phụ họ sẽ đăng ký quản lý thai nghén để mình nắm được nha những thai nghén có nguy cơ biến chứng khi có thai nha. Mình tư vấn cho họ những vấn đề về hiểu biết về thai kỳ, về vệ sinh thai nghén ha, và giải thích cho họ những cái biến chứng có thể xảy ra khi có thai, nếu xảy ra thì nên tới đâu khám và xử trí ở đâu để đảm bảo cái độ an toàn, giảm thiểu tối đa cái tác hại của các biến chứng đó. Đó. Nhiệm vụ khi mà chăm sóc trước sinh là mình khám thai, mình phát hiện những nguy cơ và tư vấn cho họ để phát hiện những cái đó, để tới và họ có vấn đề gì tới ở đâu để đảm bảo an toàn cho họ. Thì một thai phụ mà có thai thì mình sẽ khám thai bao nhiêu lần? Thì tối thiểu là phải 3 lần, đúng không? Trong suốt thời kỳ mang thai. Lần thứ nhất là khám khi nào? Khám vào 3 tháng đầu của thai kỳ. Mục đích để làm chi? Mình xác định có thử họ có thai hay không. Nhiều khi họ trễ kinh chưa chắc đã có thai, đúng chưa? Đó. Và xác định có thai không, và cái thai đó như thế nào, thai nó có bình thường hay không, đúng không? Đó. Ví dụ một thai bình thường là sẽ làm tổ trong bụng tử cung, còn thai bất thường là thai gì? Có thể là thai thai trứng, nằm mặc dù làm tổ trong bụng là thai trứng như chi chorio, hoặc là những cái thai nằm ngoài tử cung như thai ngoài tử cung chẳng hạn đó.
và mình phải phát hiện những biến chứng của nôn nghẹn nặng hoặc là các bệnh lý gây chảy máu, ha, ví dụ như chorio, ha, nha, có thể gây hoặc là những chi tai ngoài tử cung hạn biểu hiện bất động gây chảy máu. Đó. Lần thứ hai, tối thiểu lần thứ hai là mình phải khám vào 3 tháng giữa thai kỳ, nha. Đó, 3 tháng đầu là xác định có thai và phát hiện những cái thai bất thường, và lần thứ hai mình xác định cái thai đó nó phát triển như thế nào, nha. Đó. Và thai nó thắng có nguy cơ không, nha. Đó. Thì lần thứ hai mình có phát hiện những cái gì, giống như những cái thai nghẽn tiền sản giật, hả, mình có thể phát hiện trong giai đoạn này, hả, và tư vấn cho họ giai đoạn này tiêm vòng ngừa uống ván, nha. Đối với những sản phụ mà con so thì mình sẽ tư vấn chích 2 mũi, hả, và con rà thì chích 1 mũi thôi. Đó. Khám thứ hai, lần thứ ba thì mình sẽ khám vào giai đoạn nào, vào 3 tháng cuối của thai kỳ, mục đích để làm chi, để mình cũng phát hiện những cái biến chứng muộn. Biến chứng muộn là biến chứng gì, có thể khi nào mình có thể xác định được nhau tiền đạo hay không này, hả, và mình xác định cái thai kỳ này bình thường hay không bình thường, hả, để mình tư vấn cho thai phụ là chỗ sinh nào là an toàn, hả. Ví dụ những cái thai nghẹn nguy cơ cao, yeah, bị nhau tiền đạo chẳng hạn, thì mình khuyên họ phải nhập viện trước tại cơ sở bệnh viện tuyến tỉnh trở lên, hả, để những cái thai này là nguy cơ cao, là có khả năng phải mổ, phải ra máu bất thường, chảy máu ảo à, nhá, là nguy hiểm nên mà là phải nhập viện trước để theo dõi, và có những bệnh viện tuyến tỉnh trở lên họ sẽ chủ động mổ, chủ động và dưới chuẩn bị sẵn máu lúc rất nhiều thứ, ha, đó, cho họ. Đó. Như vậy một thai kỳ tối thiểu mình phải khám 3 lần như vậy, và tư vấn trước sinh mình sẽ tập trung cái gì thì mình sẽ tư vấn tất cả, nhưng mà mình sẽ tập trung vào những trường hợp đặc biệt, ví dụ đặc biệt là gì, ví dụ những cái bệnh nhân, hả, nhỏ có, yeah, những cái em bé ví dụ như dưới 16 tuổi, hả, hoặc vị thành niên đó, hả, những cái thai phụ trên 35 tuổi có thai lần đầu, hả, thì mình phải có những cái đặc biệt, và những bệnh nhân mà có bệnh lý kèm theo, ví dụ những bệnh nhân thalassemia thì mình cũng nên tầm soát và phát hiện sớm, hoặc những bệnh nhân gì gọi nhà mẫu RH âm chẳng hạn, nhá, thì mình phải phát hiện sớm để chích ngừa kháng thể anti D cho họ, nhá. Đó. Hoặc những thai nghẽn ngoài ý muốn, thai ngoài hung thủ thì mình cũng phải định tâm đến họ, mình phải không phải khám về mặt chuyên môn mà mình phải đồng viên họ về mặt tâm thần và giải tỏa những cái khúc mắc của họ nữa. À. Và đặc biệt quan trọng là mình phải phát hiện những trường hợp có nguy cơ cao, đấy nhá. Đó. Nguy cơ cao về mẹ là những bệnh lý kèm, nguy cơ cao về con, nhá, thai dị tật, đó, những phân phù của thai như đa ối, dị ối, đó, rất nhiều thứ để mình tư vấn cho họ. Rồi chi nữa, tư vấn thông thường cho họ về có thai thì vệ sinh như thế nào, ăn uống như thế nào, quan hệ tình dục trong có thai, đó. Và cái tầm trong quan trọng của khám thai định kỳ. Khám thai định kỳ để mình phát hiện những cái bất thường, đúng chưa? Ừ, cho họ. Rồi sau sinh thì phải tư vấn cho họ nuôi con bằng sữa mẹ, lợi ích của sữa mẹ thì những cái đấy em sẽ được học bài riêng, và có cái hướng để phòng tránh thai, hả? Cho con đang cho con bú có thể có thai lại, đúng chưa? Hoặc đang giai đoạn hậu sản cũng có thai lại thì mình phải, hoặc là một đẻ thì tư vấn biện pháp tránh thai nào, mình cũng nói sơ sơ cho họ, hả? Để sau đó họ để tâm, họ đẻ xong họ sẽ tìm hiểu thêm, họ sẽ có gặp bác sĩ để tư vấn tiếp. Phần thứ hai trong làm mẹ an toàn là chăm sóc trong chuyển dạ. Đó, cái phần này là phần rất quan trọng này. Đó. Khi chuyển dạ, nhá, thì sản phụ họ sẽ vô bệnh viện, thì mình sẽ làm gì? Mình phải nắm được các yếu tố, hả, khám để phát hiện những cái triệu chứng của bé, hả, qua có bất thường không, hả, phát hiện những bất thường, sự phát triển của thai bình thường hay bất thường, đó, để mình có hướng mình xử trí họ, tình trạng thai như hiện tại như thế nào, đó, phần phụ như thế nào, mẹ em hiểu phần phụ không, phần phụ thai gồm cái gì vậy, nhau này, ối này, ấy, dây rốn này, nha, đó, có ối thì có nhiều, đa ối không thì ối không, ớ, nhau như thế nào, có nhau tiền đạo không, nhau bông non không, ớ, dây rốn, ừ, dây rốn là có 8 mét, có được không, nó có,
những cái yếu tố nguy cơ thì mình phải nắm hết nha. Và mình phải trong quá trình dưỡng già mình phải nắm được diễn biến của chuyện già. Thì cái diễn biến của chuyện già thì ở phòng sinh người ta có theo dõi chuyện biến bằng chuyện già bằng cái gì mấy em biết không? Biểu đồ chuyện già hay còn gọi là thái đồ đó hả? Người ta sẽ vẽ cái biểu đồ chuyện già để người ta theo dõi đến đó để phát hiện những cái chuyện già bất thường để xử lý kịp thời. Và mình phải đặc biệt quan tâm đến những cái cuộc chuyện già mà những người sản phụ có những bệnh nội khoa ấy, có những bệnh nội khoa mãn tính hoặc cấp tính kèm theo, hoặc là những sản phụ có những cái sẹo mổ cụ ở trên tử cung. Sẹo mổ cụ trên tử cung là những bệnh nhân nào? Những bệnh nhân mà trên tử cung họ có cái sẹo mổ cụ. Sẹo mổ này có thể là sẹo mổ bắc nhân sơ, sẹo mổ thai ở sừng tử cung, hoặc là sẹo mổ đẻ cụ thì người gọi là sẹo mổ cụ. Thì những cái này mình phải theo dõi sát, vì những cái ca này có chỉ định đẻ thường được nhưng mà mình phải theo dõi sát, vì là nguy cơ nở nứt vết mổ thì mình phải có hướng mổ liền cho họ liền. Và trong cái chuyện già thì cô cũng nói cũng như em đó, là mình phải ghi chép quá trình chuyện già theo một biểu đồ chuyện già để phát hiện và theo dõi xử trí những cái cuộc chuyện già đình trệ, phát hiện ra thai suy đó, mình phải xử trí liền, sử dụng các thuốc tăng co hoặc giảm co, giảm đau, gây tê, gây mê trong chuyện già. Tùy theo tình huống lâm sàng là mình sẽ có hướng xử trí. Và đặt mục đích cuối cùng để mình có một cái cuộc chuyện già an toàn cho sản phụ về mẹ và con, đúng không? Và một cái cuối cùng trong chuyện già mà em không quên là phải tư vấn cho họ. Cái tư vấn này quan trọng, không phải mình cứ mình làm mình không giải thích cho họ, mình phải tư vấn cho họ, cho sản phụ và gia đình biết tình trạng cái cuộc chuyện già đó sẽ diễn tiến như thế nào và có khả năng những điều gì xảy ra, đặc biệt là những cái thai nghén nguy cơ cao đó, để có những cái tình huống xảy ra họ sẽ không bất ngờ, đúng nhá, họ sẽ biết như vậy để chuẩn bị. Thậm chí có những cái ca đẻ ví dụ nhóm màu hiểm chẳng hạn thì mình phải huy động nhá, màu hiểm màu gì RH âm chẳng hạn thì mình phải huy động cái hội có cái nhóm màu hiểm đó họ sẵn sàng đó, thậm chí nói người nhà có ai có nhóm màu hiểm sẵn sàng đó để khi đẻ cũng có nguy cơ băng huyết cần máu thì mình sẽ truyền máu để khi sự việc xảy ra mình sẽ không kịp trở tay, đúng không, thì sẽ ảnh hưởng đến cái tính mạng của sản phụ đó. Và mình sẽ tư vấn tất cả những điều có thể xảy ra nếu có hướng xử trí như thế, mình phải nói hết như cô đã nói đó. Và ngoài vấn đề chuyên môn, mình phải làm cho họ yên tâm, họ phải yên tâm hợp tác với mình. Thì được tư vấn cái này là mình phải thực hiện đó chuyên suốt cả quá trình trước khi sinh, ngay trong chuyện già và ngay khi sinh luôn, tất tần tật mình phải tư vấn hết. Và thậm chí trong quá trình làm có những cái gì bất thường xảy ra thì mình cũng phải tiếp tục tư vấn thêm. Thì phần thứ ba trong làm mẹ ta bằng là gì? Là chăm sóc trong thời kỳ hậu sản. Thời kỳ hậu sản không mẹ em đâu có nghĩ đẻ xong là xong, không phải đâu. Đẻ xong mình cũng phải tiếp tục theo dõi, đúng không? Trong thời kỳ hậu sản thì mình sẽ theo dõi gì? Theo dõi bà mẹ và trẻ sơ sinh ngày đầu sơ sinh, đặc biệt trong 2 giờ đầu, phải không? Vì sợ nhất cái gì? Băng huyết sau sinh trong cái này. Thì mẹ em cũng biết rồi, băng huyết sau sinh là một trong những năm tai biến sản khoa dễ xảy ra nhất. Và từ giờ thứ ba trở đi thì mình trong cái 2 giờ đầu này mình phải theo dõi sát, được chưa? 15 phút một lần đó. Và từ giờ thứ ba trở đi thì mình phải theo dõi 1 giờ một lần cho đến giờ thứ 6. Và giờ thứ 6 đến 24, đến giờ thứ 24 thì mình sẽ theo dõi cách 6 tiếng một lần. Và những ngày sau, từ ngày thứ 2 trở đi đến tuần đầu sau đẻ thì mình sẽ theo dõi tiếp bà mẹ và trẻ sơ sinh 2 lần trong một ngày, đúng không? Và thời kỳ hậu sản là trong vòng 6 tuần đầu thì tiếp tục theo dõi bà mẹ và trẻ sơ sinh trong vòng 4 tuần đầu, 6 tuần đầu trong hết thời kỳ hậu sản, đúng không? Và trong song song là việc chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, mình phải tư vấn cho họ về lợi ích và cách thức nuôi con bằng sữa mẹ. Thì sau này mẹ em sẽ có cái học bài về kỳ lợi ích và nuôi con bằng sữa mẹ thì sẽ mẹ em sẽ nắm kỹ hơn. Phần thứ tư trong kỳ làm mẹ toàn là cái phần này quan trọng này đó, các bất thường trong khi có thai, trong chuyện già và hậu sản. Vấn đề là mẹ em phải phát hiện được cái bất thường, vì những cái
xảy ra biến cố là toàn do cái bất thường nên nó gây ra hết nha. Như vậy mẹ em phải phát hiện được sớm và xử trí kịp thời những bất thường có thể xảy ra trong quá trình mang thai hoặc trong việc dài. Như vậy muốn phát hiện sớm và xử trí thì sao, thì mẹ em phải nắm chắc được kiến thức sản khoa trước sinh, trong sinh và trong việc dài để phát hiện sớm, được chưa, và xử trí kịp thời. Tiếp theo là gì? Tìm và phát hiện các nguyên nhân gây xuất huyết 3 tháng đầu nhé. Thì sau này mẹ cũng sẽ học lý thuyết về cái phần này. 3 tháng đầu thì ra máu do cái gì nhé, 3 tháng giữa thì khi mà ra máu mình phải nghĩ đến cái gì, và 3 tháng cuối thì mình phải nghĩ đến cái gì để mình có hướng xử trí cho họ nhé. Nắm chắc nguyên nhân gây ra cái băng huyết sau sinh nhé. Ra huyết, băng huyết sau sinh, ra máu, huyết đẻ xong ra máu là do cái gì nhé, do gì, do sát nhau, do rách cổ tử cung, do gì, rách tầng sinh âm đạo, tầng sinh mô phức tạp, đó, rất nhiều nguyên nhân thì mình phải kiểm tra nguyên nhân do đâu, mình phải xác định nguyên nhân do đâu, đó, và mình mới có hướng xử trí kịp thời cho họ, đó. Và bước thứ ba trong các bước thường là mình phải chú ý các vấn đề khác nhá, mình phải xử trí được này, chóng sạc không à, nhá, chóng mất máu, chóng do đâu, nhá, xử trí những cái trường hợp cấp cứu trong sản khoa như tia sản dật, sản dật, đa thai thì mình sẽ trị hiện như nào, các ngôi thể bất thường, thai nghén kèm bệnh lý mẹ như bệnh tim, bệnh gan, bệnh nội tiết, thì những bệnh lý của mẹ thì mình phải phối hợp bên bác sĩ nội khoa để có hướng xử trí cho họ, được chưa? Và tất cả những cái này lên Y6 mẹ em sẽ được học hết. Thì cái bài này là bài tổng quan thôi, cho nên cô cũng nhắc hết, nhưng mà sau này mẹ em sẽ được học cụ thể vào từng bài. Và bước cuối cùng là tư vấn quản lý và trị trí cho những phụ nữ bị nhiễm HIV nhá. Thì một bệnh nhân bị nhiễm HIV thì sẽ có cách quản lý như một bệnh nhiễm khác hoàn toàn nhá. Mình được tư vấn họ như thế nào, hoặc quản lý ở phòng riêng như thế nào, và cái phác đồ điều trị trước khi trong quá thai, khi đẻ và sau khi đẻ thì tiêm chủng con như thế nào, tư vấn họ như thế nào là có hết nhá. Và cái phấn đề thứ năm trong cái làm mẹ an toàn đó là thực hiện nào phá thai an toàn nhá. Thì cái này nếu như mình không làm tốt hẳn cũng nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân, đúng không? Đó. Thực hiện thì mình phải thực hiện đúng các chỉ định, những cái thai nào thì được làm ở những cái tuyến ở trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ tuyến huyện, những cái thai nào thai nữ thì phải làm những tuyến tỉnh trở lên là mình phải nắm nhá. Nhưng mà mình phải nắm chắc được cái chỉ định thai, tuổi thai nào thì làm ở đâu là mình phải nắm để làm cho đúng. Vì những cái thai nhỏ thì làm ở tuyến dưới được, nhưng mà thai lớn mà em làm ở tuyến dưới rất nguy hiểm, vì có những sự cố xảy ra thì mình không chuẩn bị có phương tiện sẵn thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân đó. Và nguyên tắc quan trọng nữa là mình phải đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn. Nếu như mình không đảm bảo được nguyên tắc vô khuẩn trong kỹ thuật thì đang nếu nhẹ nhẹ thì có thể gây tình trạng nhiễm khuẩn, và nhiễm khuẩn thì sao, nhiễm khuẩn đường sinh sản hoặc thể đi theo đường ngược dòng từ âm đạo lên cổ tử cung và lên tử cung và thậm chí lên đường sinh vòi trứng, có thể gây tình trạng gì, viêm nhiễm hố trào, gây tình trạng gì, bệnh nhân họ sẽ vô sinh đó, do viêm nhiễm hố trào tắc vòi trứng gây vô sinh đó. Nặng nề hơn nữa đó, họ có thể viêm tử cung, có thể nhiễm trùng huyết, có thể thậm chí có thể bệnh nhân có thể nhiễm trùng nhiễm độc, có thể tử vong đó. Nên ý vấn đề này rất quan trọng, mình đảm bảo vấn đề vô khuẩn nhá, và phải phát hiện sớm và xử lý kịp thời những thai có vấn đề. Ví dụ thai họ đi kế hoạch nhưng mình không xác định cái thai rõ ràng, thai ở trong buồng, thai nhỏ ví dụ 6 tuần, thai trong buồng mình chưa rõ ràng, mình xử lý thì mình nhân đi cái thai tại vết mổ cũ mà mình làm tuyến dưới nó chảy máu chuyển lên thì rất nguy hiểm tính mạng bệnh nhân. Ở bệnh viện ở của cô đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi, khi đưa lên chảy máu kiểm tra lại để nhận bệnh nhân thai tại vết mổ. Mình như một đại cũ có cái sẹo huyết đó, thai nó thay vì nó nằm trong buồng tử cung, nó tới nó bám tại sẹo mụn cũ đó nha. Thì những trường hợp thai tại sẹo mụn cũ này
phải xử lý ở tuyến tuyến tỉnh trở lên nhá, tuyến huyện để xuống hoặc trung tâm bà mẹ người ta không được làm những cái trường hợp này. Như vậy mình phải phát hiện sớm thai đậu đã ở đâu và cái cuộc quyền mình có được làm hay không và làm ở đâu an toàn cho bệnh nhân là mình phải nắm nhá. Đó. Sau khi phá thai thì mình phải có hướng chăm sóc cho họ nhá, mình phải xử trí tốt các những cái trường hợp sảy thai không hoàn toàn hoặc sẹp nhau. Không phải trường hợp nào mình làm cũng an toàn đâu, vẫn có những tình huống xảy ra chảy máu này nọ thì mình phải có hướng cho họ, xử trí cho họ đó. Và sau đó mình phải tư vấn và có những cái sẵn cái dịch vụ kết hợp để tư vấn cho họ nên làm dùng biện pháp tránh thai nào an toàn tiếp theo để tránh những cái trường hợp có thai ngoài ý muốn như thế này đấy. Đó. Và những cái dụng cụ chăm sóc sức khỏe sản mình cũng nên tư vấn cho họ. Vần hai của làm mẹ an toàn là một số vấn đề nó chính sách liên quan đến cái thực hiện chương trình làm mẹ an toàn. Thì song song với cái làm mẹ an toàn thì chính phủ mình vẫn có những cái chính sách, những cái chương trình, những cái pháp luật nó liên quan đến cái này để hỗ trợ cho làm mẹ an toàn. Ví dụ thứ nhất giống như kiến thức và kỹ năng của nữ sinh là mình cũng phải đào tạo cho họ đó. Vì cái đỡ đẻ là nữ sinh là mình phải đào tạo cho họ về kiến thức kỹ năng đó, để họ thành thục trong vấn đề này và họ phát hiện cái bất thường đó, họ sẽ báo bác sĩ thì mình mới có hướng cho họ. Có nghĩ bình thường thì họ phải, vì những cái tiếng mà ở tiếng huyện cái nội tiếng xã này thậm chí nữ sinh họ đỡ đẻ thôi, thậm chí không có bác sĩ đâu đó. Hoặc là những cái gì những cái vùng sâu vùng xa đó, là có cái phần hai là đào tạo và đỡ dân gian đó. Những cái vùng sâu vùng xa, những cái vùng của dân tộc thì không có, có những người họ vẫn có cái phong tục họ đẻ ở nhà họ không chịu đi viện thì mình cũng phải đào tạo và đỡ dân gian đó, để cho họ đỡ họ đỡ đẻ cho những cái người mà có đẻ ở nhà này này để giảm thiểu những cái tai biến, những cái nguy cơ cho sản phụ cho bé nha. Cái ba là những cái chính sách liên quan của những cái chương trình của nhà nước nó liên quan nó hỗ trợ cho chương trình làm mẹ an toàn này. Và cái tư là mối liên hệ chặt chẽ giữa người cung cấp dịch vụ và cộng đồng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình là nhân viên y tế này, mình khám bệnh chữa bệnh này thì mình phải gần gũi, mình phải đưa những cái chính sách, những cái dịch vụ chăm sóc ở chỗ này có những cái gì, cái thời gia đình chỗ này là có những cái phương pháp này, chỗ này là đỡ đẻ là những cái thai nguy cơ cao là phải tới bệnh viện tỉnh đó, đó. Thì mình phải đưa tới cho họ hả, để họ nắm, để họ biết đường họ đi nhá, cho họ mình tỏ họ tới khám thai cho mình mà mình không phát hiện ra nguy cơ hoặc phát hiện ra mình không hướng dẫn cho họ nên thai này đi tới đâu thì cũng như không, đúng không? Đó, cái phần hai này là phần là như vậy. Thì cái này á thì cũng dài mà nó bằng những cái chính sách chương trình thì sắp thôi cô sẽ gửi theo cái cho lớp trưởng thì xuống thì nha, cái phần này là em sẽ vô cho mấy bạn thấy là đó, cái phần cô sẽ lướt qua cái phần này được chưa? Rồi cô sẽ nói phần tiếp theo, cái phần thứ ba, phần về chăm sóc sản khoa thiết yếu, đúng không? Thì phần này là gồm cái gì? Thứ nhất là về dinh dưỡng khi có thai, đúng không? Thì khi có thai thì chắc chắn rồi sản phụ phải ăn nhiều hơn rồi, đúng không? Vì ngoài năng lượng cho sản phụ và còn năng lượng để nuôi con nữa thì lượng thức ăn phải tăng ít nhất là 1/4 về số bữa ạn, số lượng đạm đó, số lượng chỉ glucose theo đường tất cả tật trong bữa ăn, đúng không? Đó, để đảm bảo cho sự phát triển của mẹ và con gồm đầy đủ các thành phần, một thành phần thì cả tương tật đó. Và một cái quan trọng không nên ăn mặn, vì sao? Vì trong cái thai nghĩa là có một cái bệnh lý gì phải không, tiền sản giật là dễ gây tình trạng tăng huyết áp thai kỳ đó. Thì đây là gọi là bệnh lý tiền sản giật đó. Đó. Đó và mình trí có thai thay do thay đổi nội tiết làm cho sản phụ cảm giác chán ăn thì mình cũng nên hướng họ nên thay đổi món ăn để tăng cái khẩu vị, tăng cái độ ngon miệng lên để họ ăn được đó. Thì dinh dưỡng tốt thì mẹ khỏe con mới phát triển tốt được.
Và cuối cùng cái chi tiếp theo là không được phụ thuộc lại uống rượu, đúng không? Bé ăn biết rồi, thì cái này thì có hại cho em bé, đúng không? Không uống thuốc nếu không có chỉ định của bác sĩ, đương nhiên, đúng không? Vì khi có thai có những thuốc nó sẽ đi theo máu và vào với nhau và qua giai đoạn, nó ảnh hưởng đến thai. Tuyệt đối trong thai kỳ uống thuốc phải có chỉ định của bác sĩ. Đó. Và khi có thai do thay đổi nội tiết là do gì? Tăng cái progesterone nó gây tình trạng giảm nhu động ruột. Và do gì? Do cái thai lớn nó chèn ép vào cái làm cái nhu động ruột nó giảm đi, hàng cũng gây tình trạng tào bón. Và có thai nặng nề bệnh sản phụ cũng hạn chế vận động, nó cũng gây tình trạng tào bón. Thì mình cũng nguyên sản phụ nên ăn chế độ ăn hợp lý, đồ dễ tiêu hả, trong tào bón, vận động cũng nên vận động. Có thai nếu mà cũng có vấn đề chi thì vẫn nên vận động tối thiểu 30 phút một ngày nha. Đó nữa, khi có thai có làm việc không? Vẫn làm việc bình thường, trừ những trường hợp thai kỳ có vấn đề là một thai do sinh đo thôi, thì mình mới khuyên họ nghỉ ngơi thôi. Đó thì có thai vẫn làm việc bình thường, mình nghỉ ngơi. Và thai theo luật lao động của Việt Nam thì thai từ tháng thứ bảy trở lên, và sản phụ sau sinh 12 tháng đầu thì thời gian làm việc của họ là 8 tiếng trong một ngày nha, và được nghỉ được em đó. Bình thường người bình thường mình làm việc mấy tiếng? 8 tiếng một ngày, đúng không? Đó thì đối với sản phụ tháng thứ bảy trở lên và sau sinh 12 tháng thì có thể mình giảm 1 giờ một ngày cho họ là 7 tiếng một ngày, và có thể không trực đêm. Không làm việc vào tháng cuối để đảm bảo cho mẹ và con ta cần. Thật ra tùy cái này là tùy thôi. Ví dụ có những người họ làm việc bằng giấy nhẹ nhàng thì vẫn có thể làm việc được nhá. Nhưng mà giai đoạn này mình khuyên họ nên làm việc vừa phải, ngủ đủ giấc, đặc biệt là ban đêm. Đó, vì giai đoạn này là giai đoạn để cho em bé nó phát triển, thì để họ đảm bảo sức khỏe để chi chuẩn bị cho một cái cuộc vượt cạn sắp tới này nhá, chuẩn bị cho em bé lên cân nhá. Đó chứ còn giai đoạn này mà làm việc quá sức hoàn toàn sẽ gây lên tràn trĩ, gây sinh non, gây co suy dưỡng bào thai hoặc là suy kiệt quá, thì cũng thể vượt hoặc là cũng gây ra những cái tai biến giống như băng huyết sau sinh chẳng hạn. Đó thì đương nhiên khi có thai thì cũng không mang vác nặng trên đầu trên vai rồi, không để kiệt sức thì ý cô vừa nói rồi, không làm việc dưới nước và trên cao, đúng không? Vì dưới nước thì sao? Bởi vì khi có thai thì hạn chế làm việc dưới nước, đương nhiên trên cao cũng đương nhiên rồi, vì cái chỗ này những nguy cơ có thể té ngã hả, gây ra nguy hiểm tính mạng của sản phụ thai thai nhi rồi. Không tiếp xúc với các yếu tố độc hại đó, đương nhiên không đi xa đó, những cái đặc biệt là 3 tháng tuổi mình đi xa có thể nguy cơ sinh non, đi đẻ trên xe trên máy bay thì cũng rất phức tạp đó. Còn quan hệ tình dục thì trong thai kỳ thì không có bắt buộc phải tránh, vẫn quan hệ tình dục bình thường trừ trường hợp đặc biệt á, đồng thai nhau tiện đại thì nên thường tầm phải cái này tùy tùy mỗi trường hợp đặc biệt thì mình thì không nên thôi. Còn nếu như bình thường thì vẫn có thể quan hệ tình dục bình thường, nhưng mà nên thận trọng nha. Rồi trong thai kỳ còn một cái chứ nữa, đảm bảo vệ sinh thai nghén nha, thì vẫn tắm rửa bình thường, vẫn tắm rửa hàng ngày bình thường, mà mình phải rửa lại vệ sinh thường xuyên đó, vẫn đánh răng mặt, vẫn chăm sóc buộc vai. Trong thai kỳ thì răng cái vú là đã từ tháng 20 tuần trở đi là cái vú đã bắt đầu phát triển to lên rồi, và có thể có một chút sữa nó chảy ra rồi, thì mình cũng hướng dẫn cho họ nên vệ sinh sạch sẽ đầu vú đó, vì không vệ sinh nó cũng gây tình trạng nhiễm trùng, có thể gây viêm vú thậm chí ở vú đó. Và cũng đó, ngủ ăn uống điều độ, ngủ và đủ ít nhất 8 tiếng một ngày, đúng không? Rồi vệ sinh trong lao động thì cô cũng đã nói rồi đó, đó không nên vệ sinh nặng nhọc, thể thao thì cũng nhẹ nhàng, có thể đi bộ nhẹ nhàng thôi đó, một ngày khoảng 30 phút là được. Chứ còn có nhiều người nói ồ đi nhiều để cho đẻ thường được, đi nhiều và không tốt, nên 30 phút một ngày thôi. Đó. Có thể mình tiếp tục công việc thường ngày trừ những hợp trường hợp do sảy thai này đó, như cô nói đó. Từ từ tháng thứ 8 trở đi thì tránh đi du lịch đó, là 3 tháng cuối đó không nên đi du lịch, nên đi xe có thể gây tình trạng sinh non. Thì cái bài của cô
là đến đây là hết rồi. Thì mấy em sau khi nghe giảng thì có ý kiến gì không? Lớp trưởng Xuân. Hồi Xuân á, Xuân gửi cái số điện thoại của cô này, Xuân ghi này. Dạ. 0905 Dạ. 898 Dạ rồi. 0000. Chắc này nhắn qua cho cô gửi cái địa chỉ mail thì Dạ. địa chỉ mail cô sẽ gửi cái bài gục cho mẹ em. Được chưa? Dạ. Rồi nhiệm vụ của em là đưa đợi bài cho mấy bạn học để thi, thấy? Dạ, cảm ơn cô. Được chưa? Rồi. Còn các bạn có ai câu hỏi hỏi gì về phần của cô đã chia sẻ chưa? Có hỏi không? Cái bài này thì Dạ, hiện tại thì như chưa cô có nói câu ban hỏi. đầu, cái bài này là một bài tổng quan, tức 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 muốn làm tốt cái bài này mẹ em phải nắm được kiến thức của sản khoa và những cái chính sách, tất nhiên cái chính sách, những cái quy định thì thời gian nó sẽ thay đổi thì mẹ em phải update, phải cập nhật thêm để mình hỗ trợ tất cả những cái chính sách của nhà nước mình, những quy định là hỗ trợ cho thai phụ và mẹ, cho người dân, nói chung là người dân này, nhưng mà cụ thể ở đây đối tượng ở đây chi là thai phụ cho em bé á, hưởng lợi và giúp họ an toàn trong quá trình có thai và sau đẻ. Em mẹ biết em bé sơ sinh thì thường sau đẻ bao nhiêu ngày gọi là sơ sinh, mẹ biết không? Ai biết? Xuân, ai biết em bé bao đẻ bao nhiêu ngày thì gọi là sơ sinh? Dạ, dưới 28 ngày là sơ sinh. Dưới 28 ngày là gọi là sơ sinh. Ok, đúng rồi, thì giai đoạn đó vẫn là sơ sinh thì hắn cũng liên quan đến cái thai kỳ đó thì mình cũng phải quan tâm. Rang 46 em mới bán một em. Rang không không có ai hỏi hả? Cái bài của Lý cô mà dạy trực tiếp là mấy em hỏi nhiều lắm. Thật ra thì khi dạy online thì mẹ cũng biết rồi, cái độ tương tác mình rất ít thì mấy em cứ mạnh dạn hỏi. Không ai hỏi hả? Nếu như mẹ em không hỏi thì thôi bài cô dạy ngang đây thì được chưa? Rồi cô sẽ gửi bài qua cho bằng Xuân Hỷ. Dạ, em cảm ơn cô. Rồi chào mẹ em nha. Dạ, em chào cô.